À đây. Rồi em nhìn thấy màn hình không ha? Tôi xem màn hình chưa? Hello em. Rồi. Này em đang nói ý nào ta? Vượt đỉnh mức hả? Tiêu hao nguyên vật liệu hả? Hay là ý nào? Dạ đúng rồi, ý đó. Thôi bây giờ tôi nói nghe. Dạ. Tôi nói thì nó không vậy thôi. Bây giờ tôi muốn em nói nha. Nè. Cái này. Chi khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh này. Em hiểu gì về ý này? Đấy. Rồi nhà ăn, nhà nghỉ, nhà vệ sinh phục vụ người lao động thì được trừ. Đấy. Người lao động. Này. Rồi, giải thích cái ý này nha, có nghĩa là bản chất của nó thì em biết rồi đấy, cái gì mà không phục vụ, đúng không? Này, không phục vụ Không thực sự không thì là không được trừ hiển nhiên rồi, đúng không em? dạ đúng không Rồi đấy, không phục vụ là không được trừ vậy đó. Còn bây giờ mà nhưng mà đang có một ý riêng đặc biệt đây, là cái nhà ăn này, nhà nghỉ này, nhà vệ sinh này phục vụ cho người lao động thì được rồi. À. Thì em nhớ lưu ý là khi tài sản nó có những cái tài sản không phục vụ, đây là thật ra nhìn góc độ là gọi là không phục vụ trực tiếp chứ vẫn giúp cho người lao động thì chỗ này này đó. Thì nó có cái chỗ này nó hơi sâu chút xíu, đó là trong khuôn viên, trong khuôn viên. Có nghĩa là xây cái nhà vệ sinh, nhà nghỉ, nhà nhà ăn là trong khuôn viên của đơn vị thì sẽ được trừ nha. Rồi ý thứ ba này, ý thứ ba là chi khấu hao tài sản cố định không có giấy. Ủa, không có giấy là sao? Mà không có giấy thì không được trừ, vậy thì thiếu giấy gì thì không được trừ? Thì giấy nó đây, em hiểu từ cà vẹt nghĩa là gì không? Hoặc là em hiểu quyền sở hữu là gì không? Đấy. Sử Nghĩa dụng quyền là như thế này. Chi khấu hao tài sản cố định đấy, mà cái tài sản đó nó thôi bây giờ không 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 giải thích, bây giờ đưa tình huống này. Xe của tôi. Xe của tôi nó tôi bây giờ hỏi xe em ăn cà vẹt của em ấy. Giấy cà vẹt của em ấy là xe của ai? Em hiểu tôi ví dụ không? Thì ví dụ thôi nha. Ví dụ xe của em ấy là xe của em đang đi, là ai biết xe em rồi. Nhưng bây giờ đứng lại công an chặn đường lại hỏi, đưa cà vẹt đây coi, thì cà vẹt không phải mang tên em, vậy thì câu hỏi là cái xe đấy của ai? Thôi bây giờ nè, suy nghĩ, bỏ qua câu hỏi này luôn. Bây giờ công ty tư vấn thuế Tín Việt mua một chiếc xe, mua nhiều chiếc xe ô tô nha. Công ty Tín Việt chuyển khoản trả tiền, hóa đơn là công ty Tín Việt luôn. Nhưng cà vẹt ấy, thì mang tên của ông Sơn. Vậy câu hỏi khấu hao, chi phí khấu hao xe đấy có được trừ không? Nghe câu hỏi không? Bây giờ không có mở nhạc. khả năng tên công ty mới được trừ. Tức là cà vẹt mang tên công ty mới được trừ đúng không? Đúng em. Rồi. Rõ ý này được đúng không? Tiếp theo nha, ý tiếp theo. Chi khấu hao tài sản cố định vượt định mức khung thông tư số 45 thì không được trừ. Thì câu chuyện đó này, đó là khung. Nó đã có khung rồi mà ông lại vượt định mức của cái khung đấy. Thì khung thông tư 45 là khung khấu hao tài sản cố định, thì em có cái thông tư. À, đây tôi mở luôn cho nó nhanh.
Nhưng không từ đúng lên. Không được trừ. Đây. Này, kéo cái o xuống dưới này. Nhanh quá. Đây em, cái khung thông tư 45. Này, khung này, ban hành theo thông tư 45 này, 2013 của Bộ Tài chính này. Ví dụ em mua chiếc xe ô tô VinFast hay Mazda gì đấy thì nó là đây, thiết bị và phương tiện vận tải này. Đường bộ này em thấy không? Từ 6 năm đến 10 năm. Cái khoảng thời gian à, thời gian kích tối đa tối thiểu này em thấy không, đang thấy cho em ha? Dạ dạ thấy. À rồi đấy, thì có nghĩa là nó trích từ 6 đến 5 đến 10 năm, và ông đi trích á là ông đi trích á là 11 năm hay là ông trích 5 năm thì nó sai, em rõ cho đây không? Và mình xác định số năm sao anh? À, câu chuyện xác định số năm làm sao xác định số năm thì câu chuyện này để giải thích luôn là ví dụ như em muốn á, mà chi phí em đưa nhiều vậy à, thì em trích khấu hao ngắn tức là số 6, còn mà em muốn chi phí nó ít ấy, thì em để nó 10, còn ví dụ như em để tầm trung thì 8 năm, thì đơn giản vậy thôi chứ còn cũng chả có gì nguyên tắc gì to tát. Em đồng ý không? Rõ không? Dạ rồi em hiểu rồi. Tiếp. Cấu hao nhanh. Bây giờ cấu hao nhanh là phải đưa cái bài này. Này, này nói sơ cái đã. Cấu hao nhanh nó có 4 yếu tố. Một là sau khi, tức là điều kiện để được khấu hao nhanh này, mà em hiểu khấu hao nhanh là sao? Từ khó có nghĩa là nó hơn mức bình thường, được không em? Hello. À, tức là đơn giản em có thể hiểu là nó hơn bình thường là nhanh rồi, đúng không? À, rồi. Vậy thì điều kiện ở đây nó có 4 điều kiện này. Sau khi khấu hao nhanh có lại được chưa? Sau khi em đã trích khấu hao nhanh rồi mà đơn vị vẫn phải có lại, được chưa? Rồi tiếp nữa này là khấu hao nhanh nó không được quá 2 lần khấu hao thường, tức là khấu hao theo đường thẳng ấy, thông thường là theo đường thẳng. Rồi nó phải thuộc danh sách tài sản quy định được phép khấu hao nhanh, thì nó có cái danh sách, chắc là em đọc thông tư cũng có rồi đúng không? Để em đọc slide có rồi đúng không? Rồi nó phải có cái hồ sơ kèm theo. Đấy. Tổng cộng có 4 yếu tố như thế này. Bây giờ đi giải phần bài tập cái này. Cho cái phần này. Nói phần này cái. Cái này chắc phải làm Excel. Đây em. Ví dụ này. Tài sản. Công ty này. Tư vấn. Thuế. Kiến việc. Rồi bây giờ trích khấu hao. Giờ mấy năm em? 6 năm nha. Được không? 1 3 6. Rồi. Bây giờ hỏi năm thứ nhất là bằng nhiêu tiền? 100 triệu. Nên mẫu
Bao nhiêu? Bao trăm nhiêu? mười triệu mất ra ba 660 triệu thôi, Hả? thì ba Mát là đa một ba trăm mười triệu 110 triệu đúng không? dạ. Rồi. Năm thứ hai nhiêu? Vậy luôn tới năm thứ sáu Chắc chưa? Hả? vậy Cái đồ thì kia không? Em coi lại cho sai, sai mà. Chờ cá là em thua mất công. không em coi kỹ rồi. Thôi để tôi dạy luôn nha. Mỗi năm 100 triệu thôi nha. Chính xác Hả? không tính thuế Chơi sao? Ôi trời ơi. Tiền thuế là tiền thuế mà giá trị tài sản của nó là 211, nó là 600 chơi sao vậy đúng không? Hello. rồi Quên hơn, quên đúng không? yeah. Ok nha, ý là chắc chắn là như thế này nha. Đúng ra này cá độ cho em mất một ly nước mía rồi vậy, cho nên vui cho nên nhớ đâu, giờ không là nó quên á, bữa sau không mà quên được cái vụ này nha, được chưa? Ok nha, tiếp tục được chưa? Em tiếp tục được chưa? À, chứ hiện tại là chắc là em thấy tôi chứ tôi cũng không thấy em. Ok rồi, bây giờ vậy nha. Cái đang nói góc độ như thế này này. Bây giờ năm thứ nhất á, là được tính 100 triệu bởi vì lý do là xe này á, là đưa vào sử dụng là ngày 1 tháng 1 năm 20, ví dụ 2021 đây. Được không em? Thì cái năm thứ nhất á, là nó mới được đưa đủ đầy đủ trọn năm. Em hình dung không? Còn giả sử như bây giờ vậy, đây, có phương án khác đây. Để đưa vào sử dụng vào ngày ngày 1 tháng 5 ấy. Thì năm thứ nhất á, là em tính này, bây giờ em tính thử giùm tôi em. Rồi, đấy. Là tính từ đầu năm tới ngày 1 tháng 5 2021 Biết thì giờ em trích khấu hao hay giờ em muốn làm gì em làm vậy? Giờ ý tôi là giờ em, tôi muốn em trích khấu hao mỗi năm, trích khấu hao cho hết cái xe đấy, em hình dung không? dụng ngày 1 tháng 5 giờ À, rồi năm 2021 em trích khấu hao bao tiền, 22 bao tiền, 23 bao tiền, 24, 25, 26 đấy. Rồi ok, đến đây bài tập trích khấu hao đơn giản mà. Ừ. 36 4 phút nữa. đưa vào sử dụng ngày 1 tháng 1 năm 2021 là trên triệu À, em làm khu màu đỏ ấy, bỏ lộn màu vàng. Màu vàng ấy. vậy. 4 phút nữa.
Vậy hello, chào chị em, Chào anh, trong em sao nè, nhỏ dữ rồi nhiêu năm 2021 là 66 triệu 666, cái 66 là sao, là sao, là 66 triệu đúng à, không? Ok tính tính tôi ngày 31 tháng 12. rồi rồi Năm rồi 2022 thì 100, đến năm 2022
À, tới năm 2026. Tối ngày 30 tháng 4 2027 là 33 triệu 333 334. Gợi ý vậy đúng không? Dạ. Rồi, chắc chưa? Chắc hơn rồi. 66 tính sao bằng công thức gì? Em tính là 8 tháng. Không, bằng cái gì? Em cứ lấy 8 tháng rồi, 8 8, 8 nhân cho 100 chia 12. à, bằng 8 tháng nhân cho 100 chia cho 12. À, lấy 100 là chia cho 12 tháng. Nhân lại 8 tháng. Rồi, ok. À, có đúng là 8 tháng không vậy? Mình sao? 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 9 10 11 12. Rồi, 8 tháng ok. Rồi, bây giờ là ngay vào năm này này, năm 2022 này. Bây giờ trích là 150 triệu. Được không? Trả lời. Rồi năm nay kết 300 triệu. Lộn. 250 triệu. Được không? Cái năm 2022 thì được, còn năm 2023 thì không được, tại nó quá 2 lần, quá 2 lần thì không được bỏ ra chi phí được rồi. Vậy câu hỏi là chi phí khấu hao được trừ là bao nhiêu? Là 200 triệu. Rồi, ok, 200 triệu. Còn năm nay? Còn Là đây, đây, ở đây, được đây, chi phí được trừ, khấu hao được trừ là nhiêu? Năm nay. 2022 là 150 triệu được trừ hết. Rồi năm 2024 là nhiêu? Triệu. Ok, rồi. Đấy, bài tập nó như thế thôi nha. Rồi, tiếp tục. Nhanh chứ không là hết giờ nha. Hồ sơ gì ấy thì cái này danh sách thì em coi trong slide có rồi đúng không? Hồ sơ thì nó sẽ là cái biên bản họp hội đồng, văn bản quyết định cho việc là khấu hao nhanh, tất cả những người có liên quan ký vô không, danh sách về tài sản khấu hao nhanh thì ví dụ như phương tiện vận tải, máy móc thiết bị quản lý vân vân, em hiểu không? Nó có một số cái danh sách có sẵn trong đó nha. Hello, ý là em nghe tôi nói không, em tương tác chứ không là tôi cứ hỏi lại á. Tôi không nghe em nói là tôi phải hỏi lại. Còn em Em có cái chip. ok nha. Dạ. Ừ. Tại vì tôi không có thấy mặt em. Cái Rồi. tài liệu này có gì anh có thể xong rồi gửi em để em xem lại. Cái gì? Tôi nghe không rõ. Nghe không rõ em. Bản trên bản hả? Ý là mấy cái tài liệu file anh ghi trên giấy nha, có gì gửi lại giúp em để em xin lại À, ôi nha. rồi, ôi yên tâm, ôi rồi, khiếp. Em qua Ok sơ mà, thống nhất từ đầu, yên tâm, cái gì này là phải 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 có nha. Lỡ chẳng may tôi quên ghi ghi quay video đấy mới là vấn đề thôi, chứ còn mà giấy thì có sẵn à, yên tâm. Tại vì khi mà quay video ấy là nó có hết à, đầy đủ hết nha. Rồi, tiếp tục. Chi khấu hao tài sản không ghi trong sổ sách thì tôi nghĩ cái ý này chắc không có gì để bàn nha. Được không? Có gì để nói không em? rồi em hiểu chỗ khó hơi nhanh nữa À, hiểu không em nhanh rồi. Ok thì có thể mình dừng lại chậm chậm lại chút chỗ không, ổn rồi đúng không? à, cái chỗ sâu cái lãi anh chứ đừng mua nhưng cái chỗ nhiều sâu khó hơi nhanh cái lãi sao Thì có nghĩa là nó, ủa cái chữ này này là có nghĩa là như thế này, là khi em đưa cái 150 này vô này
thì đơn vị còn lãi không? Từ lãi em hiểu được không ạ? Có nghĩa là sau khi mà đưa thêm chi phí vô á, thì cái doanh thu mà trừ chi phí được trừ này, nó vẫn lớn hơn không? Là lãi. Tạm hiểu vậy đi đúng không? Dạ. Ổn chưa? Ổn chưa? Em ổn ý này không? Có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn không? Thì có lãi chứ sao? Đúng không? Hoặc là doanh thu lớn hơn chi phí thì nó lãi. Còn không lãi thì mình không không được bỏ vô chi phí được trừ. Tất nhiên. Ủa, nó nhỏ không hay không? Câu hỏi đó lắm, có là câu hỏi của em thực sự em cần hỏi á. Đúng không? Cái thực sự câu hỏi của em nó là câu hỏi thứ hai chứ không phải là câu hỏi thứ nhất, cho nên là hãy hỏi câu hỏi thứ hai. Đúng không em? Thì có nghĩa là khi em đưa vô mà nếu mà lỗ thì nó loại chứ sao nữa, là em không được chấp nhận nó là khấu hao nhanh là không được rồi. Nó là đã tiêu chí nó như thế này rồi mà, nó tiêu chí rất rõ ràng là em phải đưa vô và đặc biệt phải có lãi để còn nộp tiền thuế chứ. Ông cứ mê đưa vô là nhà nước đâu có dạy em. Ui rồi ôi. Đúng không này? Mạng bên em hình như cũng yếu hay sao ha? Nó cứ lắc, nghe không có rõ ở nơi em nói. Tiếp nha. Cái nào em không nghe rõ là em hãy hỏi lại nha. Dạ. Trên đây hình như cũng có chỗ chat này. Nó có chỗ chat trong đây này, không mất không? Đây này, nó có cái ALTH chat này nha. Này, học chat này. Em không nghe rõ này, ví dụ vậy. Em hiểu ý không? Nó sẽ hiện ví dụ như vậy. Rồi, tiếp tục. Chi khấu hao mà không ghi trong sổ sách đã, không ghi trong sổ sách thì miễn bàn. Không ghi ở loại. Sổ sách phải ghi vô cho, tức là việc đó phải được ghi chép, cái sổ sách đã được ghi chép. Tài sản quy định phải có cái sổ sách đấy. Tức là trong sổ sách phải có cái tài sản quy định đấy thì mới được trích khấu hao đúng không em? Đồng ý nha, tiếp tục. Rồi. Công cụ dụng cụ phân bổ quá 3 năm thì không được trừ. Vậy em có câu hỏi ngược lại không? Cái này nó hay có ngược lại, em hiểu ý không em? Có nghĩa là sao em đọc lại giùm tôi cái ý này ạ. Công cụ dụng cụ phân bổ quá 3 năm không được trừ. Đó là cái công cụ dụng cụ mà phân bổ người ta ý là nhà nước cho là phân bổ dưới 3 năm, qua dưới 3 năm là trên 3 năm thì không được bỏ vào chi phí được trừ. Em mới nói tôi nghe không rõ. Nó cái giá trị phân bổ công cụ dụng cụ từ từ đầu cho tới dưới 3 năm thì được trừ. Còn trên 3 năm thì không có được trừ. Ok, rồi, đồng ý. Rồi tiếp là tài sản nếu mà đánh giá lại ấy, thì được trích khấu hao trên giá đánh giá lại. Có nghĩa ví dụ như đơn vị chia tách hợp nhất, sáp nhập. Thì cái việc tài sản sẽ được đánh giá lại. Mà khi đánh giá lại ấy, thì sao em? Trích khấu hao trên cái số đánh giá lại, được không? Bây giờ xe cái chiếc xe của em á, hồi trước mua là 50 triệu ấy, ví dụ vậy. Bây giờ nếu giả sử em đem ra bán ấy, là bao nhiêu? Bán 30 triệu anh. Vậy bán 30 triệu có nghĩa là gì? Là định giá chiếc xe này hiện tại giá trị nó 30 triệu, đúng không em? Tức là định giá lại, đánh giá lại á. Em đồng ý không? Thì định giá lại, đánh giá lại 30 thì mới bán 30 chứ sao nữa, đúng không? Dạ dạ. Thì khi như vậy là mình sẽ đánh giá lại trên cái giá 30 á. Tức là đánh giá lại 30 thì đâu đó là khi khấu hao nó sẽ khấu hao trên giá đánh giá lại. Thì được trừ. Ví dụ nhưng mà lúc trước mình mua tính 50 triệu đồng anh. Thì bây giờ câu chuyện đó là đang đang bị rơi vào hoàn cảnh phải đánh giá lại cái tài sản đó mà.
Còn tại sao phải rơi vào hoàn cảnh đánh giá lại thì thông thường có nghĩa là chia tách công ty, hợp nhất công ty, sáp nhập công ty, vân vân. Thì những tài sản đấy là của, ví dụ tài sản của em ấy, bây giờ 50 triệu hồi lúc em mua. Bây giờ anh với em làm mở công ty, hợp tác công ty, em góp cái xe này vô. Thì chiếc xe đấy là phải đánh giá lại, chiếc xe đấy bao nhiêu đánh giá lại thì mai mốt cái giá trị xe nó 30. Thì bây giờ tích khấu hao trên 50 nè, đúng không? À, thì em hiểu rồi, phải đánh giá lại theo ý kiến. Rồi bây giờ tiếp này, cái ý số 8 này, ý này là nó gần giống như cái ý bên thuế giá trị tăng ấy, đúng không? Dạ. À, em hiểu sao với ý này? Nói nghe. Tài sản cố định nhưng giá quá 1,6 tỷ, nhưng không kinh doanh vận tải, xe ô tô dưới 9 chỗ. Em trình bày được không? Dạ, siêu tô chẳng có gì nhỏ hơn 9 chỗ, nhưng nó quá 1,6 tỷ. Cái doanh nghiệp mà không kinh doanh vận tải thì nó không được từ cái không nghe. Rồi bây giờ cho ví dụ nè. Bây giờ là công ty tư vấn thuế Tín Việt mua chiếc xe Audi 5 chỗ trị giá là 2,2 tỷ, thì cho hỏi là chi phí khấu hao được trừ là bao nhiêu? Chi phí khấu hao được trừ là cái khoản khấu hao của xe dưới 1,6 tỷ mà được trừ. Tôi hỏi là bao nhiêu chứ không giờ con số là bao nhiêu? Là 1,6 tỷ. Rồi ok. Rồi ghi mai mốt là quên, mai mốt còn xem lại. Hồi nãy giờ không có ghi gì hết nè ta. Em nãy giờ ghi gì ở đâu vậy? Đây. Em nói là 1,6 tỷ đúng không? Dạ. Rồi ok. Rồi. Nhiều. Để chăm tiền. Rồi, tiếp.
22 tử. Để gồm số. Hai mươi hai tỷ không? Thế đúng. Hai mươi tỷ á. Hai mươi tỷ. Cho công ty vận tải. Vận tải. Ok. Rồi, xong. Rồi tiếp. Có hao tài sản trên đất, có sổ, không sổ, thuê đất. Này hiểu sao, nói nghe thử coi. À, có hao tài sản cố định trên đất. Vậy đi, em không hiểu. Không hiểu. Ok. Yeah. Bây giờ như thế này nha, tạm thời tôi vẽ là có một miếng đất như thế này. Đây là miếng đất được không? Đôi khi mình phải có những thứ thú vị tí là mới nhớ bài được. Yeah. Rồi bây giờ tôi vẽ có cái nhà này đây, được không? Bây giờ là cái đất đen đen này này nha, là của bà Lan. Còn cái nhà đây á là công ty Chính Việt xây, được không em? Yeah. À, bây giờ là công ty Chính Việt là muốn trích khấu hao cái phần ông tướng này này, thì cái đất này này là phải của công ty Tín Việt chứ không phải của bà Lan, em hiểu không? Nó phải thuộc sở hữu của công ty Tín Việt luôn thì sẽ được trừ, hiểu không hay? Yeah. Nghe kịp ý này không? Là cái đất như cái nghe là thuộc sở hữu của công ty Tín Việt thì mới được khấu hao, được bảy phí được trừ. Cái đấy là nó là có nghĩa là vậy đi, đúng không? Ừ. Chấp nhận. Không có sổ sao anh? Vậy thì vấn đề thứ hai, không có sổ là phải thuê, có nghĩa là em phải thuê đất của bà Lan, tức là công ty Tín Việt phải thuê đất của bà Lan. Hình dung không? Dạ. Mà thường câu chuyện ở đây là phải thuê đất rồi em mới xây chứ ai đâu đất của người ta đem đi xây tàu lao không, đúng không? Em hình dung không? Số. Ừ. Thuê đất. Nhưng mà câu chuyện nó rất thường xuyên xảy ra, đó là có khi đất đấy của bà Lan là bán qua nhưng mà mình là chưa làm sổ. Em hiểu ý không? Chưa làm sổ. Thì chốt cái này nè. Chưa có sổ, có theo em biết có được đâu không? Theo em thử được từ không? Thì quy định nó như đấy mà, thưa quy định nó như đấy. Và như câu hỏi như em thì trả lời luôn nha, sổ không có thì khỏi trừ nha. Và điều đó là bắt buộc là phải thuê. Em hiểu ý rồi nào? Thì đó là em phải thuê. Thuê xong em mới xây cái nhà này lên thì cái nhà này mới được trừ, đồng ý không? Nhưng cái đất của bà Lan thì có sổ nhưng mà cái nhà thì không có sổ. Từ từ, từ từ nghe không rõ, nói lại cho chậm to dùm chút, nói lại. Cái đất của bà Lan có sổ. Ok. Mình thuê đất đó, mình xây cái nhà lên thì được rồi. Đất bà Lan có sổ. Đất bà Lan có sổ là sổ bà Lan. Rồi từ từ đọc đi. Rồi
rồi công ty tư vấn thuế tín việc đại thuê đất rồi xây nhà lên thì hỏi chi phí tốn hao nha, có được là chi phí được trừ không, đúng không? Chi phí, bảo chi phí được trừ sao em? Được trừ đấy thì được trừ thì ấy là câu trả lời vậy, được cho em chưa? Ok chưa? Trong trường hợp đất Ba Lan không có sổ. Rồi, chưa được. Có sổ, ví dụ chưa có. Đất Ba Lan chưa có sổ. Chưa có sổ đúng không em? Dạ, ví dụ chưa có sổ em sao? Giờ tôi đâu biết trả lời sao, chưa có số thì quy định nó không rõ ràng, thì giờ em đã làm văn bản hỏi cơ quan thuế, nếu là tôi cũng sẽ làm văn bản hỏi cơ quan thuế, bởi vì chỗ này nó không có rõ, bây giờ chứng cứ đâu. Em hiểu ý không? Cái việc hỏi là nó rất là xác thực cho mình để sau này mình không có bị ảnh hưởng vào cái việc chi phí được trừ của mình ấy, nó chắc ăn chứ bây giờ không có mong lung. Cái này tôi trả lời nó cũng mang tính chất tham khảo chứ nó không khẳng định gì hết, và tôi chưa bao giờ làm việc theo kiểu là cảm tính được. Em hiểu ý không em? Dạ. Cái này nó không rõ ràng, bởi vì quy định nó nói là phải có một là có sổ, hai là thuê, còn bây giờ em kêu là không có sổ thì nó thuộc ý đây này, nếu mà xét này nó nằm ở đây gì nữa. Dạ. Đây này, vì do nãy anh em thấy anh đỡ gì không sổ thuê đất nên em tưởng là đất nên nó không thì có sổ. Có nghĩa là gì, là không sổ, đây là không sổ của cái công ty đó, em hiểu ý không? Yeah. Không có sổ của công ty tức là có sổ của cái công ty. Đó, em hỏi đúng mà, đâu có gì sai, thì vậy mình phải làm rõ là phanh phui nó ra chứ. Ví dụ như em có sổ là sổ nó mang tên của Tín Việt là ok miễn bàn, đúng không? Bây giờ em không có sổ thì thiệt ra đang trong tình huống đây là đất của bà Lan là tính là không có sổ, bởi vì Tín Việt không có sổ cho nên là đất của bà Lan, Tín Việt không có sổ cho nên mới thuê đất bà Lan thì nó mới được trừ. Còn bây giờ là em cái gì ông cũng không có hết, ông Tín Việt cũng không có sổ mà bà Lan cũng không có sổ, bây giờ là làm sao đây? Theo tôi là loại là phần cao, phần chắc hàng 90% là 95-99 luôn á. Em hiểu ý không? Yeah. À, loại là chắc luôn rồi. Nhưng mà vẫn cứ hỏi nha. Yeah. À, rồi ok tiếp tục. Tiếp tục cái này vui nè. Bây giờ này, sửa chữa di dời này. Ý này hiểu sao? Bây giờ xe chạy ủi vô bức tường hớt xe. Còn bên cạnh là gì anh? Bên cạnh là gì? Đây bức tường này, đây bức tường đúng không? Để ủi vô bức tường hư này, đúng không? Hư xe, được chưa? Dạ. Hư xe, bây giờ xe hư phải đi bỏ vô cái gara đúng không? Sửa chữa trong vòng 11 tháng. Thì theo nguyên tắc
là xe mà đi sửa chữa thì có phải nó nằm thuộc cái dạng là xe không hoạt động đúng không em? Thì không hoạt động. Mà xe không hoạt động thì đâu có trích khấu hao được đúng không? Đúng không em? Đúng không? Đúng bạn Thì có không hoạt động. Dạ. không? Ừ. Nhưng mà trong Còn hoàn tính cảnh không này hoạt ấy, động. thì trong hoàn Nhưng cảnh này mà thì đấy. nó nằm trong thời gian tính không heo. Rồi nói em trình bày ấy, trình bày cái ý số 10 ấy, trình bày ấy, hiểu sao trình bày cái này giờ tôi trình bày không à. Sửa chữa di dời nhỏ hơn 12 tháng, tài sản của định là không hoạt động. Trong trường hợp là sửa chữa di dời nhỏ hơn 12 tháng vẫn tính khấu hao, vẫn tính chi phí được trừ. Chi phí khấu hao trong khoảng thời gian đó vẫn được trừ với điều kiện sửa chữa di dời nhỏ hơn 12 tháng. Tương tự vụ mùa thì nhỏ hơn 9 tháng. Rồi nói chuyện cái xe 11 tháng đi vô gara cái này. Vẫn được trừ. Ok, rồi vẫn được trừ nha. Và nhớ lưu ý là 11 tháng với 8 tháng nha. Còn vụ mùa là sao anh? Vụ mùa 8 ví tháng dụ đó, một 8 tháng, 8 tháng. Tối đa là 8 tháng, được không? tối đa 8 tháng. Vụ mùa ví dụ như một cây rồi anh. Không, ví dụ một chiếc xe vận tải chở mía nha, chẳng hạn mía nó hoạt động là 6 tháng, từ tháng tháng 7 tới tháng 12, từ tháng 1 tới tháng 6 là không có hoạt động, nghỉ bởi vì vụ mùa mà, em đồng ý vô nào. Yeah. Thì cái 6 tháng đầu năm là nó không hoạt động thì nhưng mà vẫn được trích chi phí bởi vì vụ mùa nó hoạt động có 6 tháng cuối năm mà. Ok không em? Rồi ý số 11 em. Một là quyền sử dụng đất lâu dài không kích khấu hao chi phí này không được trừ. Quyền sử dụng đất lâu dài không kích khấu hao chi phí. Đất nhà ở, ví dụ đất nhà ở thì không kích khấu hao, không được ký số 11 là sao em không hiểu ạ? Hiểu mà nói đi, cho sao không hiểu, hiểu hiểu thì hiểu sai hiểu đúng rồi cho sao không hiểu, trình bày em cứ nói đi. Sử dụng đất lâu dài không kích khấu hao chi phí không được thực. Đất ví dụ đất đất ở đất cây nông nghiệp lâu dài. Rồi, hồi giờ em thấy chưa, hồi giờ em thấy số chưa, đây em nhìn thấy nhìn không, nhìn em thấy cái chữ lâu dài không em? Dạ. À đó, khi mà nó xuất hiện chữ lâu dài ấy, cái miếng đất nó lâu dài nha, được chưa? Đây miếng đất nó đây, rồi bây giờ em mua cái lô đất này á, là trị giá nó ví dụ như là 1 tỷ,
Thì bây giờ là gì, em sẽ trích khấu hao trong thời gian là bao năm? Tức là có trích khấu hao được không? Cho phép trích khấu hao không? Không 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 cho đúng không? Ok nha. Không được trích khấu hao. Đấy. Mà về cơ bản là 1 tỷ. Đây nó nói về mặt số học nè. 1 tỷ mà em chia cho lâu dài ấy. Cho vô cùng luôn. không 1 tỷ chia cho vô cùng bằng nhiêu em? không xác định được. Đâu biết nhiêu đúng không? Ừ. Thì con cho nên là vấn đề ở đây là gì? Là không không được. Không được trích khấu hao được không em? Dạ. À, mà chi phí này cũng không được trừ. Rồi, ok nha. Chi phí không được trừ. Rồi tiếp. Bây giờ là câu chuyện như thế này. Cái nhà này nha, là nó có nhà này. Ví dụ như này, khi xây nhà xong sẽ được bổ sung tài sản tại đây. Có nghĩa là nếu mà cái đất này nó có nhà ấy, thì chỗ này nó sẽ có thêm thông tin. Chứ nó không phải có cái dấu chấm xẹt chấm như thế này. Em hiểu ý không em? À, thì như vậy thì nó có cái nhà. Và như vậy là khi bán ấy, là giả sử như xây cái nhà đây là 1 tỷ nữa, mà lô đất 1 tỷ, thì có thể là bán sẽ là 2 tỷ, 2,5 tỷ. Được không em? Mình sẽ mua cái lô đất cộng với nhà này là 2,5 tỷ. Em đồng ý không? Nó sẽ có một cái nhà chà bá lên như thế này này. Là nhà ở như là chưa có đất thôi nên là người ta thuê xong thì bổ sung tài sản. Sao 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 em nói sao? Ý là cái hiện tại là cái sổ anh chụp rồi, mà cái hình này là chỉ là cái Chưa có đất. đất thôi, đất thôi chưa có nha, Chưa có nhà chưa đúng có không? Nãy nó nói rồi mà, đây này là khi nào có nhà ấy. Tức là thường là khi nhìn sổ có nhà là nó sẽ có thông tin vào đây. Nhưng mà có thể là nó cũng sẽ có trường hợp là có nhà nhưng trên sổ chưa làm. Em hiểu ý không em? À, cho nên là khi mình mua nó sẽ có khả năng, mình đang nói giả sử luôn là trong tình huống này tôi đang ví dụ là mua cái 2,5 tỷ là cái lô đất này cộng cái nhà này. Được chưa? Thì đây, tài sản cố định gắn liền với quyền sử dụng đất thì khi mà nó gắn liền ấy là không được trừ. Mà muốn được trừ ấy, là phải tách riêng nó ra. Mà để tách riêng ấy thì em liên hệ với ủy ban phòng tài nguyên, ủy ban tỉnh, được không? Để em tách ra phần đây là ủy ban tỉnh nó sẽ đánh giá là cái đất này này trị giá, giả sử trị giá là 1,2 tỷ thì như vậy là gì, em sẽ trừ nó ra, lấy 2,5 mà trừ đi 1,2 là phần còn lại là ok, là 1,3. Em hiểu ý không? Cái giá trị 1,2 tỷ đó là giá trị là đất. Ủy ban tỉnh, phòng tài nguyên ủy ban tỉnh nó làm việc em, anh không có biết đâu. Không, ý anh ví dụ là 1,2 đó là giá trị của thêm đất Đất, đất. trừ đã ra giá trị của tài sản quyết định là nhà nhà trên đất mình không Đúng rồi. theo của nhà trên đất Đúng rồi, mình đúng rồi. không. Đúng rồi. Ok, tiếp ha. Rồi, chi tiêu hao nhiên liệu nguyên vật liệu vượt định mức. Thì cái này quá dễ rồi. Dễ ở chỗ là mình phải hiểu được là nó đang vượt là sẽ bị loại. Nhưng câu hỏi là vượt so với cái gì? Làm sao biết vượt? Thì câu hỏi định mức ở đâu ra? Đồng ý không em? Đó. Câu chuyện là định mức này ở đâu ra thì nhưng mà ai cũng biết, nhưng mà đa số là vẫn bị vượt. Thì câu hỏi này, ví dụ như cái xe này là nó 100 cây là nó tiêu hao là 6 lít xăng, được không em? Mà cái xe này nó chạy tới là lui, đi tới đi lui, đi 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 công tác qua công tác lại, đi tới đi lui, đi biết bao nhiêu vòng ấy, là một tháng ấy nó đi hết 1.000 cây. Xin lỗi là tôi đang ví dụ, đừng 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 xét cái tính hợp lý của 1.000 cây số nha em.
Bởi vì có khả năng 1.000 cây có nghĩa là nó đi vô Sài Gòn là gì ạ? Hiểu ý không? Hiểu. Ừ. Thì câu chuyện là đừng đừng xét về tính hợp lý của cái ví dụ là 1.000, mà đang nói là ví dụ ở đây là cần xét là việc hạch toán của mình là khi 1.000 lít, 1.000 km thì tương đương là bao nhiêu lít xăng là đúng. Thì có nghĩa là số tối đa mà em được hạch toán lít xăng là bao nhiêu? Em hiểu câu hỏi không? Số lít tối đa, số lít xăng tối đa mình được phép hạch toán vô là bao nhiêu? Và được trừ là bao nhiêu? Có nghĩa là số lít xăng tối đa được trừ là bao nhiêu? Ví dụ cho đây này, tôi hạch toán. Đây. Đá 16 lít. Câu hỏi là chi phí xăng được trừ là bao nhiêu? Là mình mất là một cứ 1.000 tay là 100 tay là số lít, chỉ 1.000 tay là số trăm lít. Ủa anh kêu là mình mất, ví dụ định mất là 100 tay thì 6 lít đúng Ừ. không? Thì suy ra 1.000 tay đúng không? 1.000 cây là số số nghìn trừ trăm bằng 600 lít thì 800 lít là được trừ. Ủa mà sao nó ra được 600 lít, em tính sao hay ta? Em tính chưa ra lao luôn á. Không ạ, nó sẽ xếp chuẩn lít chứ đâu. Xếp Em thấy vấn đề chưa? Em thấy chưa? lít. Em thấy vấn đề ai cũng biết, có cái này ai cũng biết nhưng mà tính ở đây đã bị sai đấy, thấy không? Dạ, Đấy. Như hai như em vừa vô tình, em vừa vô tình bị sai đấy. Đấy, em hiểu ý chỗ này số không? May lít. quá em Dạ. sai. Sai là Dạ. may. Dạ. Chút lít, hai số lít là bỏ ra mình sẽ chút lít đó. Thì tóm lại là chi phí được trừ là bao nhiêu? Sẽ chút lít. À rồi 60 lít. Thì không được trừ là bao nhiêu? Hai số. Ok. Rồi. Nó không được trừ là mình chi phí loại ra. À loại đấy. Tiếp được không? Dạ. Tiếp được không? Học tiếp được không? Dạ được, dạ được. Tôi nghĩ chắc là dừng đi, học nhanh quá. Em học giỏi quá mà, em học giỏi quá, học từ từ được. Sao? Em thấy Hả? gì nó chậm hơn. Sợ cái đồ chậm cái gì vậy. Cầm gì đâu, kệ chứ, quan trọng gì, tôi đâu đặt nặng việc đấy. Quan trọng là em hiểu làm được chứ. Mất chi phí Rồi bây giờ tôi. việc của em là em phải đọc những cái thứ này này. Em đọc slide là đọc, nhưng mà đọc cái này giùm tôi. Thì những cái này là những cái nội dung này. Rồi tiếp cái này nha. Cái này. Ý số 14 nha. 14 này. Rồi tiếp nữa là cái ý tiếp theo nữa này. Là cái bên thu nhập khác này. Nhập khác đó. Đây. Ý đây. Đấy, em đọc giùm tôi cái đây là ấy tiếp theo, rồi đọc một cái nữa. Em đọc slide là đọc, nhưng mà cái này là em phải đọc cho tôi. Rồi. Này nữa là hóa đơn. Ba cái slide đấy, gọi là ba cái hình hình này nữa. Là tôi cần em phải nắm rõ. Hiểu Mấy chưa cái nghe? em chưa có nhận được á anh gửi em cho bốn cái mà không có mấy cái Ủa vậy nè, ừ. không xong, rất quá. Rồi không sao, tôi sẽ gửi.
để tôi sẽ sắp xếp nó tên theo thứ tự luôn để em dễ nhìn được chưa? À, rồi chỉ cần là em tương tác là nó sẽ nhanh thôi, gì đâu, ok không? Xong rồi vậy. Hôm nay dừng đây ha. Dạ, anh gọi cho em chú em xin. Xin luôn. Ok rồi, gửi liền nha. Tắt máy là tôi bye bye, nói chung bye bye, thân Dạ, ái. cảm ơn. Dạ, chào anh. Chào em.